Ghé thăm làng nghề Tràng Sơn, thăm nghề làm quạt truyền thống. Tồn tại hơn 20 năm nay, làng nghề Tràng Sơn cùng đôi bàn tay khéo léo của người Tràng Sơn được thể hiện trên những chiếc quạt cháy đơn giản. Không những duy trì, họ còn nâng tầm những chiếc quạt trở thành một món đồ trang trí, quà biếu hay dụng cụ nghi lễ với thiết kế rất kỳ công. Người Tràng Sơn tranh thủ làm quạt vào những lúc nông nhàn, trước Tết âm lịch là mọi thứ đã được mua về sẵn để tiện khi nào rảnh rỗi thì đem ra làm. Nghề làm quạt tuy không quá gian nan, vất vả nhưng lại đòi hỏi sự cầu kỳ, tỉ mỉ đến thành kiểu cách vô cùng. Để có được một chiếc quạt như ý, người nghệ nhân phải bỏ rất nhiều công sức để chọn lựa từng ống tre làm nan quạt, từng sợi may để viền và từng thép giấy để làm cánh quạt. Tre phải có độ dẻo, già, có độ tuổi từ 3 năm trở lên, không mối mọt thì nan quạt mới bền, đẹp. Tre cắt thành ống, cạo tinh xanh, lấy dao tách cặt ra, gắn sơn ta vào giữa hai thanh tre. Sau đó các thanh tre được bó chặt lại vài tháng, đến khi khô sơn thì mới vót thành nan quạt. Sợi may phải ống, mượt, dài để khi đan, không phải nối nhiều đoạn lại với nhau. Giấy quạt là loại giấy gió, giấy điệp mua tận Đông Hồ, Bắc Ninh đem về. Khi vào giấy cho nan quạt phải khéo léo tỉ mỉ, sao cho giấy không bị nhầu, nếp góc phẳng đều, tiện cho công việc vẽ tranh. Không chỉ có giá trị nghệ thuật cao, mỗi chiếc quạt Tràng Sơn còn mang trong mình một ý nghĩa triết lý lịch sử lâu bền. Quạt có thể làm vật làm duyên trên tay của các cô thiếu nữ, các đức ông trong những dịp ngày đặc biệt, hoặc là những bức tranh nghệ thuật độc đáo treo trên tường để trang trí. Không chỉ làm ra những chiếc quạt giấy, quạt nan, mà nay người Tràng Sơn còn sản xuất quạt the, quạt lụa các cỡ. Riêng quạt tranh có kích cỡ đến hàng mét. Quạt lụa chủ yếu bán cho các đoàn nghệ thuật, lễ hội, các công ty du lịch, các du khách quốc tế. Nghề làm quạt không chỉ đem lại thu nhập cho người dân mà còn góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống một làng nghề lâu đời và góp phần quảng bá văn hóa Việt với bạn bè trong nước và quốc tế. Quạt Tràng Sơn khẳng định sức sống của một làng nghề truyền thống lâu đời, mang một nét đẹp văn hóa đậm chất nông thôn xưa. Để làng nghề tồn tại cho đến tận ngày nay, người Tràng Sơn luôn ý thức để làm sao nâng tầm những chiếc quạt trở thành một món đồ trang trí hay những món quà biếu tặng ý nghĩa hoặc phụ kiện độc đáo dành cho các nghi lễ với màu sắc, hoa văn tinh xảo, bắt mắt và kỳ công đến bất ngờ. Với tâm huyết làm nghề và sự cố gắng không mệt mỏi của nghệ nhân làng nghề làm quạt truyền thống ở Tràng Sơn,
sản phẩm mà Càng Sơn đang được rất nhiều người đón nhận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn đăng ký để theo dõi được nhiều video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.